Sài Gòn Vlog xin được chào toàn thể quý anh chị. Và hôm nay em quay cái video về con đường Nguyễn Ảnh Thủ đi qua xã Bà Điểm của huyện Hóc Môn gửi tới cho anh chị. Và đầu video em cũng mong anh chị thông cảm, bởi vì khi mua con Playcam này em cũng hy vọng rằng nó sẽ bay được đâu đó khoảng 3-4 cây số. Nhưng thực tế thì pin của nó đủ để bay khoảng là 1 cây số là nó quay về rồi anh chị ạ. Đâu đó còn bay khoảng 8 phút là nó quay về rồi. Cho nên là thực tế thì những video bay bằng Playcam của em đâu đó chỉ khoảng 8 phút, 9 phút là hết rồi anh chị. Mong chị thông cảm cho em nha. Thì máy này cũng không có view. Nhìn nó Google, YouTube nó bóp view dữ quá. Không có view anh chị. Không có nguồn thu nhập, máy này cũng đi xin việc. Cho nên kênh của em mấy nay thì cũng không có up video nhiều. Đây là một video quay mấy ngày trước rồi. Em lấy ra chỉnh sửa, đăng lại cho anh chị. Gửi tới những anh chị nào đã từng sống ở Hóc Môn, sống ở xã Bà Điểm trên con đường Nguyễn Ảnh Thủ và Nguyễn Thị Sóc. Thì video sau em sẽ quay lại con đường Nguyễn Thị Sóc nha anh chị. Ok chứ, dưới chân của chúng ta, phía dưới là con đường Bà Điểm 5 và con đường Nguyễn Ảnh Thủ, và trước mặt chúng ta chính là con đường Nguyễn Thị Sóc và Nguyễn Ảnh Thủ. Hôm nay mời anh chị cùng đi với em trên con đường Nguyễn Ảnh Thủ. Một bên là đường Nguyễn Thị Sóc và một bên là đường Nguyễn Ảnh Thủ anh chị ha. Thì em cũng cố gắng bay lên cao để có thể giúp cho anh chị có cái nhìn tổng quát về Hóc Môn, quận 12. Và trung tâm của video này là xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Khu vực xung quanh xã Bà Điểm anh chị nè. Xa xa thì những xã khác ha. Còn gần tầm mắt anh chị nhất chính là xã Bà Điểm. Đó, mấy khu đất trống ở kia là xã Bà Điểm hết anh chị. Mấy khu đất trống á. Mấy khu đất trống mà cuối màn hình đó. Đây, nhìn về hướng này là khu công nghiệp Vĩnh Lộc anh chị nha. Đó, nhìn về hướng này chính là khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Bình Chánh. Còn cái đoạn này là xã Bà Điểm, ngay chợ Bà Điểm luôn anh chị ạ. Đó, trước mặt chúng ta là khu công nghiệp Vĩnh Lộc ha. Còn Playcam này thật sự rất là thất vọng luôn anh chị ha. Nhìn nó, con cái cam của nó trước khi hư và sau khi hư nó cũng cứng đơ anh chị. Ok, trước màn hình anh chị chính là con đường Nguyễn Thị Sóc, Nguyễn Ảnh Thủ và đường Nguyễn Thị Huê anh chị. Phía sau, bên cạnh con đường Nguyễn Thị Sóc anh chị thấy có một cái khu đất, đó là khu nghĩa trang. Thì nghĩa trang này cũng nhỏ thôi, em không biết nó tên gì luôn. Bây giờ mình nhìn lên cao mình mới biết được. Đây anh chị, đoạn này là đường Nguyễn Thị Huê và Nguyễn Ảnh Thủ anh chị nha. Đó, Nguyễn Thị Huê và Nguyễn Ảnh Thủ. Đây, ngay đoạn này đây. Hơi lắc nó chiếu anh chị ha. Bay lên cao thì con này nó không bị lắc anh chị. Còn bay xuống thấp á, khi mà mình hạ độ cao nó bị lắc anh chị ha. Thì mong anh chị thông cảm. Thì video này gửi tới những anh chị nào đã từng sống ở Bà Điểm, từng sống Hóc Môn rồi. Thì có lẽ nó cũng không chất lượng lắm, cũng đủ tạm để chúng ta xem, nhìn thấy được phần nào của huyện Hóc Môn. Ok, chúng ta đang đi trên con đường Nguyễn Ảnh Thủ. Hướng trước mặt chúng ta chính là ngã tư Trung Chánh. Nếu bay thẳng một lèo luôn á thì có thể ra tới được ngã tư Trung Chánh. Nhưng mà do thời gian em bay lên cao rồi đó anh chị, cho nên là pin của nó thì cũng hết 8 phút rồi. Con này pin bay 8 phút là quay đầu rồi. Nhưng mà khi mà mình coi review rồi đó anh chị, thì nó bay tới 32 phút anh chị ạ. Nhưng mà khi mua cục pin về đó, sạc nó đầy được 2 mắt, 3 mắt pin thôi. Tức là nó chỉ sạc đầy đâu đó khoảng là hơn một nửa pin thôi. Cho nên nó bay được một nửa, khoảng 15 phút là bay đi, bay về, đâu đó khoảng gần 15 phút thôi.
và khoảng bay nếu mà tầm khoảng 1 cây số là nó mất sóng, à đẩy nó không đi nữa, rất là thất vọng. Khi mà YouTube nó bóp view kênh á thì em mới mua con Lycan, và mua con Lycan này về cũng thất vọng tràn trề luôn, là nó không bay, nó chỉ khoảng tầm 8 phút là nó hết bay rồi. 8 phút thì vào đâu đó còn một khoảng 1 cây số chứ mấy anh chị, là nó bay về rồi anh chị. Ủa cái mảng đất màu xanh xanh bên ngoài nó là trồng cái gì em không biết ha. Đó anh chị, trước mặt chúng ta bên phía tay trái nó có một cái mảng xanh, có lẽ là trồng rau củ đúng không? Ok, chúng ta đang đi về hướng ngã tư Trung Chánh anh chị. Nhưng mà trong cái video này thì bay tới một đoạn xíu nữa là gần hết pin rồi. Đâu đó khoảng 8 phút là gần hết pin, phải quay về. Thì video của em thì cũng, nếu mà thang điểm 10 em chấm nó cũng được khoảng là 4 đến 5 điểm anh chị ha. 4 đến 5 điểm cũng đủ để mà giúp anh chị có thể nhìn thấy được phần nào về Hóc Môn, huyện Hóc Môn của Sài Gòn ngày nay. Đặc cụ thể là con đường Nguyễn Ảnh Thủ từ trên cao. Đây là ngã ba của Nguyễn Ảnh Thủ và một con đường nó đi ra ngay chỗ cái khu biệt thự gần bến xe miền Tây nè anh chị. Cái đoạn đường này nè, em thì em quên cái tên con đường này rồi. Hay đi lắm nhưng mà cũng không để ý cái tên. Là con đường này có, trên con đường này có một cái ngôi chợ Huế anh chị. Chợ Huế đó. Ok, tới đoạn này là nó bay về rồi anh chị nè. Nó buồn không? Khi mua thì người ta nói bay được 32 phút. Mà mình bay á 8 phút là nó đã quay đầu rồi. Mà pin đó anh chị, người ta nói bay được 30 phút. Khi mình mang tới pin hỏi tại sao là bay được 8 phút, 10 phút nó không bảo hành pin mới đâu anh chị. Không bảo hành mình buộc phải mua thêm một cục nữa để bay dự phòng nữa chứ. Và con Lycan này có tên là K11C Turbo anh chị ha. RC K11 Turbo nha. Anh chị nào có chơi con Lycan thì né con này ra xa giùm em. Ok, nó đang trên đường bay về rồi anh chị ơi. Rồi, em xin chân thành cảm ơn chị đã theo dõi video của em ha. Rồi, xin chúc cho anh chị và gia đình của mình lúc nào cũng nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và luôn luôn hạnh phúc anh chị ơi. Rồi, anh chị cho em xin một like, và nếu anh chị có thể thì có thể cho em xin một đăng ký kênh luôn nha. Rồi, em xin chào và tạm biệt toàn thể quý anh chị.